Như vậy thì Đức Thầy cho biết cái Phật tánh của mỗi chúng sinh đó, nó sẵn nằm trong thân của mỗi con người đây, thưa quý vị. Cho nên Đức Thầy dạy Phật tại tâm chớ có đâu xa, mà tìm kiếm ở trên non núi đó. Cho nên chúng ta kiếm Phật bên ngoài chỉ là Phật tượng cốt thôi, chứ Phật gỗ thôi, chứ không phải là Phật thiệt. Mà Phật thiệt ở đây nè. Cho nên chỗ tâm thần đó, nó tọa vị nơi thân. Tức là cái Phật tánh này nó ở trong thân của mỗi con người. Thì thưa với cô bác đồng đạo, Đức Thầy nói cái câu này thì tôi nghĩ rằng đồng đạo chúng ta đọc qua chúng ta hiểu chứ. Nhưng mà chúng ta có dám tin là ở trong thân mình có Phật tánh không? Chúng ta dựa vào đâu mà chúng ta dám tin rằng trong thân của mình có một Phật tánh? Chúng ta dựa vào cái cơ sở nào để chúng ta có được cái niềm tin này? Còn nếu không có cơ sở thì tại sao chúng ta dám tin? Phải không quý vị? Như vậy thì á, chúng ta thử đưa ra một vài vấn đề để chúng ta tỉ dụ, chúng ta so sánh để chúng ta nhận thức, để có cái niềm tin mà chúng ta xác lập ở đây nó có xứng đáng hay không, phải không? Như vậy thì thưa với cô bác đồng đạo, các cái nhà vật lý học người ta đã phát minh ra cái nguồn điện á quý vị, phát minh ra điện ở trong không gian này. Điện nó có trong vật rắn, vật lỏng và thậm chí nó có đầy trong không gian. Cho nên quý vị thấy khi mà trời chuyển mưa, những cái đám mây mà nó mang điện tích khác dấu, tức là điện âm và điện dương, mà nếu mà nó trôi gần với nhau rồi là nó sẽ xảy ra cái hiện tượng phóng điện. Phóng điện là tức là điện này với điện kia nó bay, hai cái nguồn điện trái chiều với nhau, nó gặp nhau, nó sẽ chạm nhau, nó gây tiếng nổ rầm rầm ở trên trời, mình nói là trời gặp, phải không quý vị? Nhưng khoa học người ta phân tích đó là hiện tượng phóng điện. Đồng đạo vừa qua diễn ngâm lại một đoạn trong bài Sa Đéc, cũng là một nhịp cầu đề tài tiếp giảng đợt 2. Kính thưa quý vị, trong đạo Phật quá nên quyền bí, chỗ tâm thần tọa vị nơi thân. Muốn cho nên khuya sớm chiên cần, lòng chí nguyện sợ cầu Phật tánh. Đó là nội hàm 4 câu giảng trong bài Sa Đéc mà Đức Thầy viết tại Sa Đéc ngày rằm tháng 4 năm Canh Thìn. Ở đề tài này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời giáo lý viên Nguyễn Văn Bé Ba đến từ xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Trân trọng kính mời giáo lý viên. Đề nghị cho một tràng pháo tay quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị khách mời, đại diện cho chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể, kính thưa ông Lâm Văn Đức, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, xã Phú Thuận A, trưởng ban tổ chức chương trình thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Kính thưa đồng đạo Nguyễn Thị Trang, là giáo lý viên ban phổ truyền giáo lý ban trị sự Trung ương, người phụ trách thuyết giảng cùng với chúng tôi hôm nay. Kính thưa quý vị là trưởng ban, là phó ban, là thư ký, là trị sự viên của các ban trị sự xã, phường, thị trấn đến tham dự. Kính thưa quý vị là nhân sĩ trí thức, những tín đồ chân tu tâm đạo của Phật giáo Hòa Hảo. Kính thưa các tổ chức từ thiện xã hội, các nhà hảo tâm mạnh thường quân. Kính thưa quý quan khách và toàn thể chư quý đồng đạo có mặt kính mến. Theo cách bố trí nhân sự của ban phổ truyền giáo lý ban trị sự Trung ương cũng như sự sắp xếp của ban tổ chức mà giờ đây chúng tôi hân hạnh được có mặt tại diễn đàn này. Vậy lời nói đầu tiên chúng tôi xin phép được kính gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi chân tình, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thưa toàn thể cô bác đồng đạo,
thời gian còn 50 phút nữa là chúng ta đến 11 giờ rồi, là đến cái giờ nghỉ đó quý vị. Là chúng tôi chỉ trao đổi với quý vị 50 phút thôi. Nghe quý vị. Bữa nay nói xúc tích nói gọn nghe quý vị. Đây là thời gian còn bao nhiêu mình làm việc thấy nhiều. Làm việc đúng khoa học còn hãy đúng 11 giờ là mình nghỉ. Nghe quý vị. Chứ thời gian đó cô bác đồng đạo chúng ta mệt mỏi rồi đói khát đủ cái chuyện. Mà ngồi đây mà kéo dài cái thời gian đó thì e nó không tốt cho sức khỏe đâu. Giả lại cái nguyên tắc làm việc mà nếu mà nó muốn có kết quả cao thì ở trong cái khung giờ từ 7 tới 11 giờ quý vị. Lúc này não con người hoạt động rất tốt. Nhưng mà sau 11 giờ là não mình nó đuối rồi quý vị ơi. Cho nên lúc đó mà mình có gượng gạo mà nói cho nhiều thì quý vị cũng không có nhớ bao nhiêu đâu. Phải gì không? Cho nên chính vì vậy thì giống như là bữa ăn, vấn đề là chúng ta ăn ngon. Ăn nó ngon đó quý vị. Chứ không phải vấn đề là chúng ta ăn nhiều đâu, phải không? Ăn như thế nào đó mà nó có dinh dưỡng cho sức khỏe thì cái đó là mục đích của vấn đề ăn. Cũng như cái vấn đề nghe giáo lý cũng như vậy. Thời gian không đặt ra là bao lâu. Vấn đề là quý vị nắm được cái ý nghĩa mà giáo lý viên muốn truyền đạt đến quý vị trong cái nội dung thuyết giảng thì đó là cái mục đích nhu cầu của ban tổ chức ở đây. Như vậy thì giờ đây chúng ta bắt đầu đi vào cái phần tìm hiểu nội dung của bốn câu giảng đi quý vị. Chứ thường thường vô đầu giờ chúng tôi hay kể chuyện cho nó thư giãn tâm lý. Nhưng mà bây giờ đâu có thời gian đâu mà kể nữa quý vị. Cho nên bây giờ mình đi thẳng vào cái nội dung bốn câu giảng luôn. Như vậy thì người dẫn chương trình đã giới thiệu thì cái nội dung mà chúng tôi tâm tình trao đổi với quý vị đó là bốn câu giảng trong đạo Phật quá nên quyền bí. Chỗ tâm thần tọa vị nơi thân, muốn cho nên khuya sớm chuyên cần, lòng chí nguyện sở cầu Phật Thánh. Như vậy thì bốn câu giảng này được rút ra trong cái bài Sa Đéc mà Đức Thầy viết vào ngày rằm tháng 4 năm Canh Thìn 1940. Tác phẩm này dài 172 câu. Chúng tôi tạm thời rút ra bốn câu, từ câu 85 đến câu 88 để làm cái chuyên đề mà tâm tình với cô bác đồng đạo. Như vậy thì giờ đây chúng ta bắt đầu trực khởi vào cái nội dung chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của bốn câu giảng. Câu thứ nhất, Đức Thầy dạy trong đạo Phật quá nên quyền bí. Như vậy thì đọc cái câu giảng này thì chúng ta thấy nó có những cái từ ngữ khó mà chúng ta cần phải tìm hiểu trước, rồi sau đó chúng ta mới dung hội được cái ý để coi Đức Thầy muốn dạy chúng ta điều gì quý vị. Thì giờ đây chúng ta bắt đầu tìm hiểu trong đạo Phật. Chữ trong đó nếu chúng ta hiểu theo cái nghĩa danh từ thì trong tức là vị trí, là phạm vi đã được xác định. Trong nó đối lại với ngoài đó quý vị. Trong đạo Phật, đạo Phật tức là nhằm chỉ cho nhà Phật hay giáo lý của nhà Phật, đó là chúng ta hiểu chung. Nhưng nếu chúng ta hiểu riêng thì là đạo Phật giáo hòa hảo hay giáo lý của Phật giáo hòa hảo. Như vậy thì trong đạo Phật tức là trong giáo lý Phật giáo hòa hảo hay trong nền đạo Phật giáo hòa hảo, gọi là trong đạo Phật. Quá nên tức là nó đạt ở một cái mức độ cao hơn mức độ bình thường. Cái đó người ta gọi là quá đó quý vị. Nhưng mà quá nên gì? Quá nên quyền bí. Thưa quý vị, như vậy thì chữ quyền đó, cái nghĩa nó là nhiệm màu. Còn chữ bí có nghĩa là sâu kín. Như vậy thì quyền bí có nghĩa là nhiệm màu và sâu kín. Thì thưa với cô bác đồng đạo, từ điển, từ hải, từ điển người ta giải hai cái từ quyền bí như thế này: quyền giả, minh giả, mặc nhiên vô hữu giả, bí giả, thần giả, mật giả, bất khả trắc chi, bất nghi lộ giả. Chữ quyền là sâu kín, là thầm lặng, là không có hình tướng. Còn chữ bí là kín đáo, là biến hóa, là không lường trước được, là không phô bày ra ngoài được. Tức là cái diễn biến ở trong nội tâm của con người vậy quý vị. Như vậy thì rõ ràng khi mà giải hai cái từ quyền bí này ra, chúng ta cũng rất khó cảm nhận được, phải không? Như vậy thì để cho chúng ta có một cái cơ sở hiểu rõ hơn về cái từ quyền bí này thì chúng ta có thể tìm hiểu qua ba cái nghĩa như sau. Một là thiên cơ quyền bí, hai là chân lý quyền bí, ba là chân tâm quyền bí.
Như vậy thì thiên cơ quyền bí là cái gì? Thiên cơ quyền bí tức là chỉ cho cái mái trời, cái sự vận hành của trời đất xưa nay đó quý vị. Tức là cái cổ máy thời gian là nó cứ chạy suốt từ quá khứ cho đến hiện tại và từ hiện tại cho đến vị lai. Dù cho Phật tiên thần thánh cũng có không có khả năng gì đó mà làm cho chậm lại cái thời gian hoặc dừng thời gian này lại được quý vị. Cho nên chính vì vậy mà tất cả những cái giá trị hữu hình trong thế gian này nó đều đi theo một cái công lệ, đó là sanh già bệnh chết, đó là thành trụ hoại không. Phải không quý vị? Cái cổ máy là nó nhiệm màu, nó sâu kín mà nó cứ quy lăng mãi như thế từ quá khứ cho đến vị hiện tại và từ hiện tại cho đến vị lai, nó cũng như thế đó quý vị. Máy thiên cơ mỗi phút mỗi thai, nẻo thạnh suy như thể tên bay đường, dinh nhục rủi mai một lát, cho nên nó luôn luôn thay đổi. Cái hoàn cảnh sống và cái thể xác con người cũng như cái tâm lý con người luôn luôn thay đổi. Cổ kim mái tạo nhiều quyền bí, lão ấu xoay dần lắm mẹo mưu, cũng chẳng cướp xong quyền võ trụ mà còn đeo đắm phú phong lưu. Tức là vũ trụ này quyết định cái việc tồn vong sống chết của con người, chứ không phải là cái quyền quyết định của mình, thưa quý vị. Cho nên cái nghĩa đó người ta gọi là thiên cơ quyền bí. Thứ hai là chân lý quyền bí, tức là nhằm nói đến cái lời lẽ chân thật, là cái giá trị giáo pháp của đạo Phật, thưa cô bác đồng đạo, hay nói một cách cụ thể là cái giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo. Như vậy thì cái lời lẽ chân thật này lột tả tất cả những gì ở trong thế gian mà con người chúng ta xưa nay chúng ta nhầm lẫn đó quý vị. Cho nên sau khi mà người ta có cái thời gian nghiên cứu tìm hiểu và người ta đã thấu triệt được cái giá trị chân lý ở trong giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo, thì nó mới định hình được một cái khái niệm nhận thức của con người. Đời nó là khổ, đời nó là vô thường, đời nó là vô ngã. Có phải vậy không vậy? Thông qua giáo lý nhà Phật chúng ta mới có được những cái quan điểm như thế. Cho nên nếu như chúng ta không phải là con người giác ngộ để hiểu được cái giá trị chân lý thì chúng ta không tu đâu, không dạy gì tu đâu quý vị. Sống trong đời này chúng ta thụ hưởng thị dục trong thế gian này cho thoải mái, cho tu làm cái gì, phải không quý vị? Nhưng mà tại sao chúng ta tu? Tại sao chúng ta phải khép mình vào khuôn khổ? Tại sao chúng ta phải chịu cực khổ đủ điều hết vậy, thưa quý vị? Đó là do gì chúng ta hiểu được cái giá trị của cuộc đời này, nó là khổ, nó là vô thường, nó là vô ngã. Có phải gì không quý vị? Và chính cái chân lý này nó có thể điều chỉnh được cái cách sống của con người ở đây. Tôi nói thiệt, nếu như mà người ta bỏ tiền ra để mướn mình tu, mình không dám nhận cái hợp đồng này quý vị. Người ta mướn mình cúng lại sáng chiều, không dám nhận luôn. Người ta mướn mình ăn chay, mình cũng không dám ăn luôn đó. Có phải vậy không quý vị? Người ta mướn mình giữ 8 điều răn cấm suốt đời, mình cũng không dám giữ. Có phải vậy không? Nhưng mà cái lý do nào mà quý vị tu một cách gọi là miễn phí toàn phần như vậy mà quý vị dám tu? Để gần. Phải gì cho chúng tôi mà có thâm diễm âm, chúng tôi nói cái tuốt ngoài kia nghe luôn như vậy. Đằng này không có. Bây giờ cái máy này nó phát tới đâu thì quý vị nghe tới đó nghe quý vị. Như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy cái chân lý đạo Phật nó có cái công năng đánh thức giác ngộ con người. Cho nên người ta hiểu rất rõ là tu cực khổ hôm nay nhưng mà chúng ta được hạnh phúc ở ngày mai. Chúng ta được đắc đạo, chúng ta được ngồi tòa sen, chúng ta giải thoát không còn khổ đau sanh tử. Cho nên chúng ta mới chịu cực để tu đây, phải không quý vị? Cho nên rõ ràng cái chân lý mà nó có khả năng chuyển hóa con người như thế nên gọi là chân lý quyền bí. Thứ ba là chân tâm quyền bí. Bởi vì chữ quyền là nhiễm màu đúng không quý vị, mà chữ bí là sâu kín. Như vậy thì do gì cái chân tâm nó sâu kín cho nên chúng ta không đơn giản chúng ta nhìn thấy được. Do gì nó nhiễm màu cho nên cái tâm nó biến quá khôn lường. Đức Thầy cho biết là địa ngục cũng tại tâm làm quỷ, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Cho nên cái cuộc sống con người của chúng ta mà quyết định ở cái bước đường tương lai là do cái tâm này nó quyết định, thưa cô bác đồng đạo.
cái tâm này nó biến hiện, nó đưa đón con người đi đó. Hoặc là lên thiên đường hoặc là xuống địa ngục, đó là tùy vào cái sự ý thức giác ngộ và tùy vào cái công hạnh hành trì của mỗi con người. Cho nên cái tâm nó biến quá vô cùng như thế mới gọi là chân tâm quyền bí. Như vậy thì thưa với cô bác đồng đạo, cái câu đầu tiên mà Đức Thầy dạy trong đạo Phật quá nên quyền bí, Đức Thầy nhằm giới thiệu cái giá trị chân lý trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo nó rất là nhiệm màu, mà cụ thể là ở cái chân tâm Phật tánh của mỗi con người này. Chỉ có đạo Phật mới chỉ bày được cái ý nghĩa này, thưa cô bác đồng đạo. Như vậy thì chúng ta tìm hiểu tiếp, chỗ tâm thần tọa vị nơi thân. Hồi nãy chúng ta hiểu cái chân tâm nó quyền bí rồi, như vậy thì cái chân tâm nó ở đâu mà nó điều khiển con người có thể lên thiên đường, có thể xuống địa ngục, quý vị, phải không? Cho nên cái câu thứ hai này Đức Thầy mới giải thích rất cụ thể. Chỗ tâm thần, chỗ là vị trí, là nơi chốn, còn tâm là thể tri giác, còn thần là linh hồn. Như vậy thì tâm thần là một danh từ nhằm chỉ cho cái Phật tánh của mỗi con người, thưa cô bác đồng đạo. Bởi vì cái chân tâm có nhiều tên gọi lắm. Như vậy thì tâm thần nó cũng là một danh từ để chỉ cho cái Phật tánh. Như vậy thì ở đây chúng ta hiểu tâm thần chính là cái Phật tánh của mỗi người ở trong mỗi chúng sinh. Như vậy thì chỗ tâm thần tức là cái tâm của mỗi con người đó đó, nó tọa vị nơi thân. Tọa vị là nó cái nơi chốn vị trí đó quý vị, là cái nơi mà nó dựa dẫm, nó núp vào, nó dựa vào đó. Nơi thân tức là nơi bản thân con người. Như vậy thì Đức Thầy cho biết cái Phật tánh của mỗi chúng sinh đó, nó sẵn nằm trong thân của mỗi con người đây, thưa quý vị. Cho nên Đức Thầy dạy Phật tại tâm chớ có đâu xa, mà tìm kiếm ở trên non núi đó. Cho nên chúng ta kiếm Phật bên ngoài chỉ là Phật tượng cốt thôi, chứ Phật gỗ thôi, chứ không phải là Phật thiệt. Mà Phật thiệt ở đây nè. Cho nên chỗ tâm thần đó, nó tọa vị nơi thân, tức là cái Phật tánh này nó ở trong thân của mỗi con người. Thì thưa với cô bác đồng đạo, Đức Thầy nói cái câu này thì tôi nghĩ rằng đồng đạo chúng ta đọc qua chúng ta hiểu chứ. Nhưng mà chúng ta có dám tin là ở trong thân mình có Phật tánh không? Chúng ta dựa vào đâu mà chúng ta dám tin rằng trong thân của mình có một Phật tánh? Chúng ta dựa vào cái cơ sở nào để chúng ta có được cái niềm tin này? Còn nếu không có cơ sở thì tại sao chúng ta dám tin? Phải không quý vị? Như vậy thì chúng ta thử đưa ra một vài vấn đề để chúng ta tỉ dụ, chúng ta so sánh, để chúng ta nhận thức, để có cái niềm tin mà chúng ta xác lập ở đây nó có xứng đáng hay không, phải không? Như vậy thì thưa với cô bác đồng đạo, các cái nhà vật lý học người ta đã phát minh ra cái nguồn điện đó quý vị, phát minh ra điện ở trong không gian này. Điện nó có trong vật rắn, vật lỏng, và thậm chí nó có đầy ở trong không gian. Cho nên quý vị thấy khi mà trời chuyển mưa, những cái đám mây mà nó mang điện tích khác dấu, tức là điện âm và điện dương, mà nếu mà nó trôi gần với nhau rồi là nó sẽ xảy ra cái hiện tượng phóng điện. Phóng điện là tức là điện này với điện kia nó bay, hai cái nguồn điện trái chiều với nhau, nó gặp nhau, nó sẽ chạm nhau, nó gây tiếng nổ rầm rầm ở trên trời, mình nói là trời gầm, phải không quý vị? Nhưng khoa học người ta phân tích đó là hiện tượng phóng điện. Quý vị biết khi người ta đã phát minh ra điện rồi thì người ta mới vận dụng điện vào trong cuộc sống này, cho nên nó mới đem lại cái sự tiện lợi cho con người ở đây. Bây giờ điện mà nó đi vào quạt thì nó quạt ào ào, nó làm cho mình mát nè, phải không quý vị? Điện mà nó đi vào đèn thì nó bật lên, nó sáng nè đó. Điện mà nó đi vào nước là nó sôi nước cho mình uống đó. Mà nó đi vào cái nồi cơm này làm chín cơm cho mình ăn, phải không? Điện mà nó đi vào cơ thể con người thì sao quý vị? Giật cái toi mạng liền, phải không? Như vậy thì rõ ràng điện nó có không quý vị? Ai nói rằng điện là cái thứ không có trên đời này? Ai dám nói câu đó không?
Nếu mà ai mà có cái suy nghĩ như thế thì quý vị rút cái chu điện ra đây nhờ cái người đó rút tay vô đi. Dám không? Không dám đâu, phải không quý vị? Như vậy thì rõ ràng cái công bố của những nhà vật lý học là người ta đã phát minh ra điện, nó là một sự thật. Nhưng mà do cái mắt phàm của mình là cái người thiếu kiến thức về khoa học, cho nên ai nói cái gì mình nghe cái nấy. Chứ thật ra chúng ta là không thấy điện, quý vị. Có phải vậy không? Không thấy điện. Nhưng điện nó có thực sự trên đời này đó thưa quý vị. Ai cũng cẩn thận nhất là điện, phải không quý vị? Làm cái gì mà sử dụng bằng điện thì luôn luôn cẩn thận. Bởi vì điện nó không có cơ hội để cho chúng ta rút kinh nghiệm lần sau đâu quý vị. Cho nên rất là cẩn thận vì điện. Cho nên rõ ràng điện là quý vị tin rồi đó. Điện là có thiệt rồi đó, phải vậy không? Như vậy thì chúng ta thấy một cái tỷ dụ như vậy thì cũng để nhằm chứng minh rằng những cái thứ mà Phật đang nói ở đây chúng ta dùng mắt phàm chúng ta không thấy, nhưng mà thông qua cái tri thức cho chúng ta tư duy, chúng ta nhận xét và chúng ta nhận định về vấn đề, chúng ta có thể tin được là ở trong thân của con người có Phật tánh. Bây giờ tôi tỷ dụ nữa đi. Ở đây quý vị trồng cây rất là nhiều nè. Bây giờ tôi tỷ dụ quý vị trồng xoài cát và lộc đi. Mà cái cây xoài này tôi tỷ dụ là 3 năm nó có trái nghe quý vị. Nhưng mà nếu quý vị chăm sóc đến 2 năm rưỡi rồi quý vị ra thăm cây xoài thì lúc đó quý vị có gặp trái xoài không? Không, phải gì không? Cho nên nếu mà chúng ta có gấp rút quá, chúng ta muốn tìm trái xoài thì mình có bẻ lá, có hái nhánh, có chẻ cây, có móc gốc, thì quý vị có thấy được trái xoài không? Cũng không thấy luôn đâu quý vị. Có phải gì không? Như vậy thì chúng ta tiếp tục chăm bón nữa, 6 tháng nữa là đủ 3 năm. Thì lúc bấy giờ cây xoài sẽ ra hoa, cây xoài sẽ kết trái và cho chúng ta một mùa bội thu. Có phải gì không? Như vậy thì trước đó 6 tháng thì cái trái xoài nó nằm ở đâu quý vị? Có phải cái trái xoài nó nằm ở ngoài cây xoài không? Có ai nghĩ như vậy không? Tôi nghĩ rằng không ai nghĩ trái xoài nằm ngoài cây xoài cả. Mà ai cũng tin chắc rằng trái xoài nằm trong cây xoài. Phải không quý vị? Nhưng mà do vì cái thời gian chưa đủ, cho nên nó chưa ra hoa, nó chưa có kết trái thôi. Có phải gì không? Giống như con người chúng ta mà chưa có trải qua cái quá trình tu tập về phương diện tâm linh, cho nên chúng ta chưa có chứng đắc được Phật tánh của chính mình. Có phải vậy không quý vị? Cho nên chính vì vậy mà chúng ta chỉ thấy cái thân này, chứ chúng ta không phải thấy Phật tánh. Bởi vì cái ngày nay là cái ngày của khoa học tiến bộ văn minh của gì, cho nên ngành khoa học người ta đã chế ra rất nhiều những cái máy móc để mà chúng ta kiểm tra tất cả những gì ở trong cái cuộc sống này của con người. Tôi thí dụ như về phương diện y học, người ta chế ra cái máy chụp X quang hay quý vị. Nếu ai mà đi vào cái phòng chụp X quang thì bác sĩ sẽ chụp hình quý vị một cái, là lấy hình ra thì sẽ nhìn thấy xương cốt của quý vị luôn, xương tủy của con người có thể thấy một cách rõ ràng luôn quý vị. Còn nếu như chúng ta có cái nhu cầu mà chụp MRI, là chụp cộng hưởng từ đó quý vị, tức là cái quá trình chụp các lớp, người ta sẽ phân tích ở trong cái tế bào của cô bác đồng loại chúng ta nó sẽ bị nhiễm cái gì, nó bị bệnh cái gì ra làm sao, người ta thấy rất là rõ, thấy rất rõ trong tế bào của con người luôn. Như vậy thì quý vị hỏi các vị bác sĩ đó, để ông chụp các lớp như vậy mà ông có thấy cái Phật tánh nằm trong thân của con người không? Quý vị đi hỏi mà ông bác sĩ đó, các ông trả lời như thế nào? Tôi nghĩ rằng không bác sĩ nào trả lời có rồi. Phải không quý vị? Chụp X quang, chụp MRI cũng không thấy Phật tánh bên trong cả. Nhưng như vậy thì cái Phật tánh đó ở đâu? Bởi vì cái Phật tánh vốn là nó vô hình mà. Phải không quý vị? Cho nên cái quá trình mà hình thành trái xoài chúng ta cũng không thấy được mà, thì làm sao chúng ta có thể thấy được Phật tánh? Cho nên khi mà cái kết quả của cái việc tu hành chúng ta mà chưa đến nơi đến chốn, thì cái Phật tánh mà nó thấy sẽ không bao giờ thấy được. Phải không quý vị? Chúng ta phải chăm sóc cái cây xoài đủ 3 năm thì phải thu hoạch được trái. Cũng như chúng ta tu phải trọn vẹn, đúng pháp, đúng cách và tu trọn đời thì mới đạt được cái kết quả. Chứ đâu phải là nói đơn giản mà chúng ta chứng đắc được Phật tánh. Phải không thưa cô bác đồng đạo? Như vậy thì chỗ tâm thần tọa vị nơi thân. Cái câu thứ hai này Đức Thầy nhằm giới thiệu cho tất cả chúng sanh biết rằng ở trong thân của mỗi con người đều sẵn có một Phật tánh, và Phật tánh đó có khả năng thành Phật đó thưa quý vị. Ngài bèn xét ở trong Phật chủng,
các chúng sanh đều có như ta, tức là cái chủng tánh giác ngộ là cái Phật tánh đó. Nhưng mà bị vô minh cho nên vọng tưởng dạy tà mà quy lộn ta bà khỏi khổ ở đây, phải không quý vị? Cho nên cái Phật tánh đó bây giờ nó bị chôn vùi, phải không? Nó bị chôn vùi bởi vọng niệm phiền não rồi. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta không thể thấy được Phật tánh nữa. Đó. Bây giờ chúng ta đang sống với chúng sanh tánh chứ không có Phật tánh, phải không cô bác làm đạo? Như vậy thì đối với cái người tu, đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hiện nay, chúng ta có cái cách nào đó để chúng ta quán chiếu, để chúng ta thấy được Phật tánh của mình, để chúng ta thành đạo không? Cô bác đồng đạo, chúng ta có cái khả năng là dùng trí bát nhã để quán chiếu, gọi là chiếu kiến ngũ quẩn giai không, để mà thấy được chân tâm Phật tánh thì chúng ta thành đạo không? Chúng ta có khả năng này không quý vị? Hay là cô bác đồng đạo, chúng ta có thể tu tập thiền định mà đạt đến cái thể thanh tịnh, gọi là dứt bạch vọng niệm phiền não để chứng đắc Phật tánh không? Gọi là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật không? Có ai có khả năng này không? Thưa cô bác đồng đạo, Đạt Ma Tổ Sư cũng có chỉ cái phương pháp này, phải không quý vị? Lục Tổ Huệ Năng cũng có chỉ phương pháp kiến tánh thành Phật đó quý vị. Nhưng mà chúng ta không phải là người của căn cơ này đâu. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta dùng trí sáng suốt của mình để mà quán chiếu, để mà trực nhận chân tâm Phật tánh để chúng ta thành đạo, thì cái này chúng ta chưa có khả năng, phải không quý vị? Cho nên nếu như chúng ta không có khả năng này thì có cái cách nào đó để chúng ta tu mà chúng ta đạt được Phật tánh không? Đương nhiên là Đức Thầy chúng ta là một vị Phật, cho nên những cái phương pháp gì mà Thầy đưa ra thì đương nhiên Thầy sẽ giải quyết được hết quý vị. Đức Thầy chúng ta là Phật, cho nên Ngài hiểu rất rõ căn cơ trình độ của chúng sinh trong cái thời kỳ hạ quân mạt pháp này, và Ngài có thể đưa ra một cái phương pháp hành trì mà nó phù hợp với khả năng để giúp cho chúng ta thành tựu được Phật tánh, đắc đạo giải thoát, thưa cô bác đồng đạo. Cho nên Đức Thầy mới dạy đến cái câu thứ ba là muốn cho nên là muốn được thành công, muốn được kết quả, muốn cho nên thì khuya sớm chuyên cần. Như vậy thì khuya sớm ở đây tức là cái mốc thời gian mà Đức Thầy đưa ra, từ sớm tới khuya, từ khuya tới sớm đó quý vị. Mình phải vận dụng tất cả thời gian này để tu tập, phải không quý vị? Chuyên cần tức là thực hiện cái công phu hành đạo đó, thưa của bác đồng đạo. Như vậy thì nếu như chúng ta không có cái trí bát nhã để chúng ta quán chiếu ngũ quẩn giai không, để mà chứng được cái chơn thân bất hoại của mình, tức là chứng đắc bản tâm, chúng ta không có khả năng nào. Thì bây giờ Đức Thầy chỉ cho chúng ta cái phương pháp gọi là tu thân để mà đạt tâm đó quý vị, tu sự để mà đạt lý đó, tu tướng để mà đạt tánh. Thì đây là cái cách mà cô bác đồng đạo chúng ta có thể thực hiện được. Bây giờ tu lý không được thì tu sự, phải không quý vị? Thành tựu mà cái lý không được thì chúng ta phải thực hành ở cái phương pháp bằng sự ở đây. Như vậy thì phương diện hành trì để mà chứng đắc Phật tánh nó rất cụ thể trong cái đời tu của cô bác đồng đạo chúng ta, thì không có gì lạ cả. Bởi vì cái tiến trình này Đức Thầy dạy cho người tín đồ chúng ta đang tu tập y rang như vậy đó quý vị. Là hiện tại chúng ta chưa có trực nhận được cái bản tâm, cái Phật tánh của mình để chúng ta thành đạo. Nhưng mà thông qua quá trình tu tập này sẽ giúp cho cô bác đồng đạo chúng ta thành đạo ở một cái ngày trong tương lai. Đó. Như vậy thì khuya sớm chuyên cần ở đây là một tiến trình thực hiện theo sự hướng dẫn của Đức Thầy. Đó. Không quán chiếu được rồi, phải không quý vị? Không có đắc thiền đắc định được rồi thì chỉ còn một cách là chúng ta tu sự để đạt lý. Đó. Như vậy thì cái phương pháp hành trì gọi là khuya sớm chuyên cần ở đây chúng tôi đưa ra một số yếu tố như sau. Một là nghi thức thờ phượng. Chúng ta làm người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì chúng ta phải thờ phượng ba ngôi, phải không quý vị? Nhưng mà đặc biệt là cái ngôi Tam Bảo mà người tín đồ đang thờ đó, là chúng ta đang học đòi theo cái gương hạnh từ bi trí tuệ của Đức Phật. Mà quý vị biết cái tâm từ bi hỷ xả là tâm của Phật mà, phải không quý vị? Cái thể đó là cái thể thanh tịnh và sáng suốt, cho nên đem cái thân tâm con người mà quy y Tam Bảo, tức là chúng ta quy y với cái sự giác ngộ của Phật. Thưa cô bác, là cái nhu cầu của người tín đồ muốn trở thành một bậc giác ngộ của Phật. Cho nên thờ Phật đạo tỉnh cơn ác mộng, thoát mê đồ thường phóng quang minh, thì rõ ràng chúng ta thờ Tam Bảo để học đòi theo cái trí tuệ của Đức Phật. Đó là mục đích của chúng ta muốn sở hữu cái Phật tánh này đây để chúng ta được đắc đạo đó quý vị. Cho nên thờ Tam Bảo cũng là một bước hành trì để chúng ta trở về với Phật tánh của chính mình. Bởi vì quy y sự
nó còn có quy lý nữa, thưa cô bác đồng đạo. Tức là chúng ta tự trở về với cái thể tánh giác ngộ của chính mình, gọi là tự quy y Phật. Chúng ta trở lại với cái thể tánh, gọi là cái thể chân chánh trong tâm mình, gọi là quy pháp. Chúng ta trở lại với cái thể thanh tịnh của chính mình thì đó gọi là quy tăng. Cho nên tam tự quy y này tức là chúng ta đang quy về cái Phật tánh của chính mình. Quy sự là quy ngôi tam bảo bên ngoài, nhưng mà quy lý là trở lại ông Phật của chính mình để chúng ta thành đạo. Cho nên thờ phượng là một cơ sở để giúp chúng ta chứng đắc Phật tánh. Bây giờ sau khi thờ phượng rồi thì người tín đồ Phật giáo và chúng ta phải làm tiếp một công hạnh thứ hai, đó là cúng lại sáng chiều. Phải không quý vị? Như vậy thì làm người tín đồ Phật giáo hòa hảo thì chúng ta phải cúng sáng cúng chiều, sớm chiều bình đẳng chớ lơi, thường hành như vậy, nhớ lời đừng sai. Sáng với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương dựa kế. Như vậy thì khi thực hiện hai thời cúng lại đó, ngoài cái bản nguyện của người tín đồ ra rồi thì cái công hạnh cúng lại đó sẽ giúp cho chúng ta thanh tịnh được tam nghiệp đó quý vị. Bởi vì khi chúng ta đối diện ở trong cuộc sống này, khi chúng ta làm ăn, chúng ta sinh hoạt thì tam nghiệp của mình có thể là nó tạo nhiều cái điều sai trái tội lỗi quý vị. Nhưng mà khi chúng ta chuẩn bị vào một thời cúng thì quý vị thấy chúng ta rất là trang nghiêm, phải không? Lau quét các cái ngôi thờ sạch sẽ, thay nước thay bông, đốt nhang, mặc áo choàng lên rồi chúng ta đối diện các ngôi thờ để chúng ta cúng. Cho nên khi chúng ta thực hiện một thời cúng đó quý vị, thì thân của chúng ta rất là trang nghiêm và tâm của chúng ta rất là cung kính. Cho nên thân chúng ta không có tạo ác nghiệp trong lúc này, miệng chúng ta không nói lời sai quấy trong lúc này, và ý chúng ta cũng không nghĩ tưởng những điều sai quấy trong lúc này. Có nghĩa là trong cái thời khắc mà chúng ta cúng lại đó chính là cái thời khắc quan trọng là tam nghiệp thanh tịnh, thưa cô bác đồng đạo. Mà cái cơ sở để mà chúng ta chứng đắc Phật tánh là cái tam nghiệp mà chúng ta tập cho được thanh tịnh hàng ngày. Cho nên cúng lại nó cũng là một cơ sở để giúp cho cô bác đồng đạo chúng ta chứng đắc Phật tánh, thưa quý vị, chứ không đơn giản. Đó, bây giờ đến cái bước thứ ba là chúng ta niệm Phật. Cúng xong rồi thì niệm Phật, phải không quý vị? Cái này nó nằm ở trong tôn chỉ và sự hướng dẫn của Đức Thầy, tôi nghĩ rằng ai cũng biết hết. Nhưng mà tại cái chuyên đề này nó mang cái ý nghĩa này, cho nên chúng tôi liệt kê để nhắc lại thôi. Chứ còn đây là nhiệm vụ của bác đồng đạo chúng ta đã và đang làm đó quý vị. Quý vị đang từng bước thực hiện cái công hạnh tu để từng bước sở hữu Phật tánh của chính mình. Như vậy thì tiếp theo thì chúng ta niệm Phật. Cái phương pháp niệm Phật thì Đức Thầy dạy rất là cụ thể rồi, phải không? Niệm Phật trong thời khóa, niệm Phật ngoài oai nghi, Đức Thầy dạy chúng ta phải niệm Phật. Như vậy thì cái pháp môn tịnh độ này, mục đích của Đức Thầy là muốn chúng ta dứt bạc vọng niệm ở trong tâm của mình, bằng cách là thay thế niệm Phật để loại trừ vọng niệm đó quý vị. Còn phương pháp niệm Phật là để diệt trừ cái vọng niệm của chúng sanh, phải không? Vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt, vì cái vọng niệm về việc thế trần ấy mà không cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che, chân tâm mờ ám. Nên nay hãy thành tâm niệm Phật, thì nếu được một niệm Phật ắt lìa được một niệm chúng sanh. Cho nên rõ ràng quý vị niệm Phật như vậy là để diệt vọng niệm đó quý vị. Nên niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật, cho lòng của mình nương theo đó mà được thanh tịnh. Cho nên cái bản lai thanh tịnh của Phật nó có hai nghĩa. Một là tánh bản lai, hai là tướng bản lai. Tánh bản lai là nhằm chỉ cho cái thể thanh tịnh, sáng suốt, nó bao trùm cả hư không pháp giới. Đó là tánh bản lai của chư Phật. Còn tướng bản lai chính là sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật của Đức Phật A Di Đà đó quý vị. Như vậy thì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật tức là chúng ta niệm vào cái tướng của bản lai thanh tịnh, để tâm của mình nương vào đó mà được thanh tịnh. Nên niệm Phật là Nam Mô A Di Đà Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật, cho lòng của mình nương theo đó. Nương theo đó là nương theo sáu chữ đó đó quý vị, mà được thanh tịnh. Thì rõ ràng cái phương pháp niệm Phật là để chứng đắc Phật tánh đó, thưa cô bác đồng đạo, rất là cụ thể. Cho nên những cái công hạnh hàng ngày của quý vị là từng bước một để cô bác đồng đạo chúng ta sở hữu Phật tánh ở trong tương lai. Vấn đề lâu mau
nó còn tùy thuộc vào cái công hạnh tu hành của mỗi người tín đồ. Phải không quý vị? Cúng xong rồi chúng ta có ngồi niệm Phật hay không? Cái đó tự mình phải hỏi mình à. Đức Thầy dạy cúng xong muốn niệm Phật cũng được, ngồi bán già thẳng lưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đọc qua cái câu này có ai không hiểu là thầy đang biểu mình làm cái gì không quý vị? Ai cũng hiểu hết đúng không? Như vậy thì khi hiểu rồi chúng ta có làm hay không? Phải không? Chứ phải khi mình chưa hiểu á thì mình đổ thừa thầy viết cái câu này nó thâm sâu quá, cao siêu quá, còn chưa hiểu cho nên con chưa có làm. Bây giờ ai cũng hiểu hết mà nếu chúng ta không làm thì sao? Tức là cái trách nhiệm của người tín đồ chưa có đủ, chưa có thể hiện ở đây, phải không quý vị? Cho nên quý vị phải ý thức về cái nhiệm vụ của mình là phải tập niệm Phật sao thật. Cho nó thành cái thói quen quý vị. Nếu trong thời cúng mà chúng ta không tập thì buông ra ngoài trong lúc đi đứng nằm ngồi chúng ta không nhớ đâu. Cái cơ sở nền tảng là chúng ta phải biết ngồi niệm Phật ở đây để tập cho mình có một thói quen niệm Phật. Chúng ta củng cố được cái nội lực, nó có một cái sức lực mạnh như thế thì khi chúng ta xả ra ra ngoài chúng ta mới còn nhớ câu niệm Phật. Cho nên chính vì vậy mà Đức Thầy dạy người tín đồ phải niệm Phật trong thời khóa. Cho nên cô bác đồng đạo chúng ta mà muốn sớm gặp được Phật tánh của chính mình, chúng ta phải siêng năng niệm Phật nhiều hơn. Nghe quý vị, ai mà muốn thấy Phật tánh nhanh lẹ chừng nào thì phải dụng công niệm Phật nhiều chừng đấy. Đó, đó là cái phương pháp đó quý vị. Cho nên sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên. Đức Thầy dặn rất là cụ thể, ráng niệm và chớ quên đó quý vị. Chúng ta có thật sự ráng niệm không? Và chúng ta có chớ quên không? Phải không quý vị? Quên hoài chứ gì. Cho nên cái chuyện đó, bởi vì cái pháp môn tịnh độ chúng ta tu chưa có thành công là vậy đó quý vị. Chúng ta quên nhiều hơn nhớ, phải không? Nhớ đời nhiều hơn nhớ Phật thì làm sao chúng ta có thể chứng đắc được Phật tánh này. Cho nên vấn đề đặt ra là chúng ta phải có một cái phương pháp hành đạo cho nó cụ thể quý vị. Dụng công niệm Phật thì mới thành công được. Cho nên muốn ngồi tòa sen ở tương lai thì hiện tại đây cô bác đồng đội chúng ta siêng năng niệm Phật. Cho nên cái lời mà chúng ta cầu, chúng ta ước ở tương lai được ngồi tòa sen quý vị, là cái lý tưởng của mình được bày ra mà. Nguyện làm cho đẹp mặt mày, thoát nơi khổ hải liên đài được lên. Ngày nào cô bác đồng đạo chúng ta cũng phát nguyện được ngồi tòa sen ở tương lai. Nhưng mà xét về cái công hạnh niệm Phật ở đây, chúng ta có siêng năng niệm Phật hàng ngày hay không? Phải không quý vị? Mà quý vị, cái thói quen của con người á, cái thói quen của con người là cái tánh làm biến thôi quý vị. Ở trong nhà Phật người ta gọi là giải đãi đó. Hãy cúng xong rồi một thời cúng, lẽ ra thì mình vô ngồi niệm Phật, nhưng mà trong trí mình bắt đầu nó vàng nha. Nói bữa nay hình như là có bóng đá mà cúp, quanh cúp thế giới gì, cái này sự kiện quan trọng mỗi năm có một lần. Không ấy bữa nay mình khỏi niệm, mình coi bóng đá bữa đi, rồi mai mình niệm. Phải không? Như nó vàng như vậy đó. Cho nên cuối cùng quý vị bỏ niệm Phật, quý vị đi coi bóng đá, bảo đảm quý vị qua đêm sau lần đầu nó bàn có lý do khác nữa, một cái sự kiện cũng không kém quan trọng nữa, thôi mình nghĩ niệm Phật bữa nữa đi, có phải vậy không quý vị? Cho nên khi mà chúng ta nghĩ một vài lần như vậy nó sẽ trở thành thói quen quý vị. Mà quý vị không niệm Phật sau thời cúng rồi á thì quý vị sẽ không nhớ đến vấn đề niệm Phật này đâu. Cho nên cúng rồi nghĩ rồi bổn phận. Cho nên cái vấn đề mà làm biến của con người nó là một cái bệnh chung, một cái căn bệnh chung đó thưa cô bác đồng đạo. Tôi nói cúng xong mà biết niệm Phật sau thời cúng không phải vấn đề dễ làm đâu quý vị. Không phải dễ đâu. Cho nên chúng ta phải cố tâm tu chúng ta mới thực hiện được cái niệm Phật chỗ này. Còn nếu không cúng xong một thời giống như rồi bổn phận quý vị. Cho nên làm việc gì đó thầy, nằm ghế bố, coi tivi rồi chơi vậy thôi chứ không có vấn đề gì quan trọng. Nhưng mà tại chúng ta không tập cho mình có một thói quen niệm Phật sau thời khóa, cho nên chúng ta cảm thấy nó không thiếu không gì cả, cũng vô tư trách nhiệm người tín đồ, không có nặng lòng với lời dạy là cúng xong muốn niệm Phật cũng được gì hết. Cho nên là gì, làm theo lời chỉ mới ngày rày gặp tha nghe quá vậy. Còn không làm theo lời chỉ gặp ai đâu chứ đâu gặp thầy, phải không quý vị? Cho nên cái nhân tu ở đây chúng ta phải cố gắng muốn chứng đắc được Phật tánh ở trong tương lai thì hiện tại đây chúng ta phải lập trường tu cho nó cẩn thận, cho nó nguyên mật mới thành công được. Bởi vì thành thánh không phải là vấn đề dễ đâu quý vị.
Làm phàm thì dễ nhưng mà làm thánh rất khó. Cho nên đòi hỏi chúng ta phải có một cái quá trình tu tập mà chúng ta phải đặt thành một cái khuôn khổ để chúng ta thực hiện cái đạo lý này. Bởi vì cái tánh con người là tánh giải đãi mà. Cho nên có thể bàn nghĩ tu khỏi cúng, khỏi niệm Phật. Chứ nó không thể bàn ngược lại quá vậy. Chứ phải chỉ mà cúng hai thời, cúng vậy thấy cũng chưa đủ. Bởi vì cái hoàn cảnh của mình nó rảnh rỗi quá, thôi cúng ba thời đi. Nó ít có bàn vậy lắm quý vị. Hay là niệm Phật thay vì niệm 30 phút, bữa nay sức khỏe của mình tốt, mình ngồi 60 phút thử coi. Phải không? Nó không có bàn vậy quý vị. Mà ngồi bắt đầu 10 phút, 15 phút, cái nghe cảm giác tê tê, nhức nhức cái. Nãy giờ cũng lâu rồi, chắc nghỉ cũng được rồi à. Mình quan tưởng là mình niệm Phật chiều không à quý vị ơi. Nếu quý vị không canh giờ đó, quý vị ngồi chừng 15 phút mà quý vị tính đâu cả tiếng đồng hồ không à. Có phải gì không? Cho nên đừng bao giờ quan tưởng như vậy mà đặt cái đồng hồ để chúng ta nhìn. Để coi mỗi một cái thời niệm Phật chúng ta ngồi bao lâu. Và hôm nay chúng ta ngồi được cái con số này thì ngày mai chúng ta phải ngồi con số nào. Tháng này và tháng sau chúng ta phải so sánh. Và sự niệm Phật của mình nó có lâu dài hơn. Và ra lại cho có tâm mình nó có đạt được thanh tịnh không? Hay là cũng vọng niệm phiền não như ngày nào? Cho nên tu cái quan trọng là chúng ta phải kiểm soát lại thân tâm của chính mình cái gì. Và chúng ta tu tới đâu chúng ta tu được cái gì rồi. Đó. Như vậy coi như quá trình niệm Phật chúng ta cho qua đi. Nó cũng là một cơ sở để giúp cho chúng ta chứng đạt Phật tánh. Và tiếp theo nữa là chúng ta giữ răn cấm của gì. Giữ răn cấm của đạo thì 8 điều răn cấm là một là cái giới luật cơ bản của Phật giáo Hòa Hảo mà tất cả tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ai cũng phải giữ hết. Giờ chúng ta muốn giữ tốt 8 điều răn cấm thì chúng ta phải đọc thuộc 8 điều răn cấm. Và chúng ta nghiền ngẫm coi Đức Thầy cấm chúng ta làm cái gì. Và Đức Thầy biểu chúng ta làm cái gì trong răn cấm này. Phải không quý vị? Chứ đâu phải đọc thuộc rồi thôi. Để coi có cái ban trị sự nào mà tổ chức đọc răng cấm thì đăng ký lên đọc rồi lãnh dầu, lãnh máy, lãnh sữa gì uống. Chứ không tính là sau khi thuộc răng cấm thì chúng ta làm cái gì nữa. Phải không quý vị? Không phải là để thể hiện cho mọi người biết là mình thuộc răng cấm lào lào đọc không sai một chữ. Nhưng vấn đề là chúng ta có giữ được 8 điều răng cấm hay không thôi. Phải không cô bác đồng đạo? Cho nên cái thành công của người tu hay không nó tùy thuộc vào quý vị có giữ răn cấm của đạo hay không. Cho nên răn cấm chính là thước đo nhân cách của nhà tu đó quý vị. Quý vị giữ tốt chừng nào thì cái nhân phẩm, cái đạo đức của quý vị nó càng cao chừng đấy. Và cái kết quả thành tựu nó đảm bảo chừng đấy thưa quý vị. Cho nên giới luật là cái điều cơ bản mà người tín đồ phải thực hiện. Thời gian không có nhiều cho nên bữa nay chúng tôi liệt kê nói rất là gọn quý vị. Đó. Như vậy thì 8 điều răn cấm này nó cực kỳ quan trọng đối với người tín đồ. Nghe quý vị, đọc rồi ra là bản thân mình coi mình có vi phạm những cái điều mà Đức Thầy dạy là ta chẳng nên, ta không nên không. Cái đó mình còn vi phạm hay không? Tức là đọc răn cấm thì có ra là bản thân mình quý vị. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời, theo đàn điếm. Ta chẳng nên này mình loại bỏ chưa? Phải không quý vị? Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm, sốt sắng, lo làm ăn và tu hiền chân chất. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau hay tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Chúng ta còn có gây hấn với ai không? Và khi mít lòng với ai đó, chúng ta có sẵn sàng tha lỗi cho họ chưa? Khi giận hờn người nào chúng ta có sẵn sàng tha lỗi cho họ không quý vị? Đây là cái yếu tố mà Đức Thầy đặt trong răn cấm là buộc chúng ta phải thực hiện đó quý vị. Lỡ như chúng ta có mít lòng với ai đó ở trong tình đồng đạo cũng vậy, chúng ta phải tha lỗi cho họ chứ, phải không? Đó, bây giờ chúng ta đọc cái răn cấm mà Thầy dạy cụ thể như thế mà chúng ta ghét ai, thù ai, chúng ta cũng vẫn giữ y nguyên hoài. Đi đâu gặp thì tránh thì né vậy đó. Cũng đi làm từ thiện mà có ông đó không đi, có chị này cũng không đi luôn à, phải đi chỗ khác. Phải không quý vị? Cho nên nếu như chúng ta mà để cái tâm lý như thế đó quý vị là chúng ta không dám đương đầu với sự thật rồi. Cái người mà thật sự tu người ta nhìn lên không thẹn với trời mà nhìn xuống chẳng hổ với người mới được. Còn đằng này mình còn có người để tránh để né thì rõ ràng chúng ta còn khuyết điểm quý vị. Tại sao mình biết cái mà mình tránh né là cái không hay rồi mà mình không dám đối diện? Phải không quý vị? Sai là xin lỗi mà đúng thì tha thứ, tức là xóa bỏ các cái tì vết, cái sự rạn nứt giữa tình người với nhau mới gọi là người tu chứ, mới gọi là người hòa hảo chứ quý vị. À,
ai cũng nói tôi tín đồ Phật giáo hòa hảo à. Mà chúng ta có hòa có hảo không? Phải không quý vị? Cho nên đừng có xưng danh, để coi coi chúng ta có thực sự hòa hảo hay không ở trong cái tình đồng đạo thôi, đừng nói với đạo với đời. Phải không quý vị? Chúng phải tha trước những cái người tu với nhau đi. Đó, anh em con một cha đó mà chúng ta có tha được hay không? Phải không quý vị? Thì tôi nghĩ rằng nếu như ai mà đọc thuộc răng cấm và hiểu được cái nội dung Đức Thầy cấm cái gì, Thầy biểu làm cái gì, chúng ta phải từng bước để chúng ta thực hiện. Đó, cái gì dễ bỏ bỏ trước, cái gì khó bỏ bỏ sau, cái gì dễ làm trước, cái gì khó làm sao, quý vị không có sao cả. Vấn đề là chúng ta phải lấy răng cấm là một cái tiêu điểm quan trọng để chúng ta thực hiện, bởi vì thành công hay không đều do giới luật này đây. Cho nên Đức Thầy mới khẳng định bằng một câu là không người nào được phép xưng mình là người trong đạo mà lại không giữ luật. Kẻ nào làm trái luật lệ trong sự đạo đức, dầu không xin thôi đạo hay là chưa bị bôi tên, cũng bị trách nhiệm việc làm của họ và bị coi như người ngoại đạo. Cho nên nghe cái đoạn văn như thế, quý vị hiểu rất rõ là còn giữ răng cấm thì còn là tín đồ, mà không giữ răng cấm thì không phải là tín đồ Phật giáo hòa hảo nữa. Chứ không phải cái việc mình để tóc, để râu, rồi mặc áo bà ba, rồi nãy rồi xưng mình là đạo căn đạo gốc. Không đủ đâu quý vị. Hình thức không nói lên được gì cả. Vấn đề là chúng ta có giữ được răng cấm của thầy hay không mà thôi. Phải không quý vị? Và tiếp theo, giữ răng cấm là chúng ta coi như là khử ác mà hành thiện đó quý vị. Tức là thành tựu được thiện hạnh đó, và đạt tâm thanh tịnh. Có nghĩa là chúng ta đang trên con đường mà chứng đắc Phật Thánh đó, thưa cô bác đồng đạo. Như vậy thì tiếp theo một nữa đây là làm công tác từ thiện xã hội đó. Như vậy thì làm từ thiện xã hội nó cũng là một quá trình, một cái cơ sở để chúng ta trở về với Phật Thánh của chính mình. Bởi vì cô bác đồng đạo biết, khi chúng ta bố thí là chúng ta vì cái tình thương mà chúng ta bố thí, có phải vậy không? Khi chúng ta làm công tác từ thiện xã hội là chúng ta thể hiện cái tình người chúng ta mới làm. Như vậy thì rõ ràng khi chúng ta thể hiện một cái nhiệm vụ gì đó mà đối với tha nhân, đối với người khác, cái tâm đó là cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xã của cô bác đồng đạo chúng ta. Cho nên bố thí và làm công tác từ thiện xã hội nó là cái nền tảng để cô bác đồng đạo chúng ta có thể chứng đắc Phật Thánh trong tương lai. Cho nên tất cả những cái công hạnh mà chúng tôi trình bày như là quy y tam bảo nè, cúng lại hai thời nè, rồi gì nữa, niệm Phật nè, giữ răng cấm nè, làm công tác từ thiện xã hội, thời gian kế bên quýnh cho quý vị hình như còn 5 phút nữa hết rồi. Như vậy thì nói về cái phương diện hành trì đó, muốn cho nên khuya sớm chuyên cần. Khuya sớm chuyên cần ở đây là những cái hành động cụ thể, những cái phương pháp hành trì cụ thể mà cô bác đồng đạo chúng ta đã và đang thực hiện đó. Quý vị đang tu sự để đạt lý, tu tướng để đạt thánh đó, cho nên quý vị yên tâm đây, phương pháp này sẽ giúp cho cô bác đồng đạo chúng ta thành công, gọi là trí huệ thông minh giai đắc đạo quả, là thoát nơi khổ hải liên đài được lên bằng phương pháp này đó quý vị. Chúng ta không có khả năng thiền định, không có khả năng quán chiếu, nhưng mà chúng ta siêng năng tu tập là khuya sớm chuyên cần, chúng ta sẽ thành công ở bước đường này. Chỉ còn một cách là tu sự để đạt lý nghe quý vị, tu tướng để đạt tánh. Cho nên quý vị cứ yên tâm phương pháp mà Đức Thầy dạy quý vị ở đây, hãy cố gắng tu trọn một đời này đi rồi quý vị sẽ thành công đó. Như vậy thì muốn cho nên khuya sớm chuyên cần, tạm thời chúng tôi chỉ đưa ra 5 yếu tố như thế, dân dân và dân dân nó còn trong giáo lý nữa, nhưng mà đại để nó là như thế. Như vậy thì cái câu cuối cùng là cái gì? Lòng chí nguyện sở cầu Phật Thánh. Nó song song với cái công hạnh thì ở đây muốn nói đến cái chí nguyện của người tu. Như vậy thì lòng chí nguyện tức là hết lòng cầu nguyện. Lòng chí nguyện sở cầu Phật Thánh. Phật Thánh là cái danh từ chung, Phật tiên thần thánh đó quý vị. Nhưng mà cái danh từ Phật Thánh ở đây là nhằm chỉ cho ngôi Tam Bảo. Như vậy thì sở cầu Phật Thánh tức là chúng ta quỳ đây để chúng ta cầu Tam Bảo chứng minh cho sự sám hối, quy y và phát nguyện của người tín đồ đó. Như vậy thì cái ngôi Tam Bảo nó nằm ở bên ngoài nên gọi là sở cầu, còn chúng sinh đang quỳ đây để mà cầu nguyện gọi là chúng sanh năng cầu và Tam Bảo sở cầu. Phải không quý vị? Vậy là cái tướng năng và sở rất là cụ thể, là chúng sanh mình có cái nhu cầu cầu lên, cho nên là chúng sanh năng cầu. Đức Phật ngôi Tam Bảo chứng minh cho sự cầu nguyện đó gọi là Đức Phật sở cầu.
như vậy là lòng chí nguyện sở cầu Phật Thánh, tức là chúng ta đối diện các ngôi thờ chúng ta phát lên cái chí nguyện của mình. Như là chí nguyện gì đây? Một là cái chí nguyện phát tâm theo đạo và chí dốc tu hành, đó là cái chí nguyện thứ nhất. Cúi kính dâng hương trước cửu quyền, cầu trên thất tổ chứng lòng thiền, nay con tỉnh ngộ quy y Phật, chí dốc tu hiền tạo phước duyên. Đó, chí nguyện phát tâm theo đạo và chí dốc tu hiền là cái chí nguyện thứ nhất. Cái chí nguyện thứ hai là chúng ta nguyện thực hiện cái chương trình tu nhân và tu Phật trong giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo. Rày con xin giữ đạo hằng, chúng ta nguyện là chúng ta sẽ tu tròn cái chương trình nhân đạo của con người ở đây. Và Phật Tổ Phật không gì quan thượng đẳng đại thần, chư quan cụ thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh, nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lánh dữ, quy y theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Đó là chí nguyện thực hiện cái chương trình tu Phật đó, thưa cô bác cộng đạo. Tôi nhìn cái đồng hồ còn không tới 5 phút nữa, bây giờ nói tao nói dắt đủ kiểu ra. Quý vị biết ngựa chạy gấp mà dắt đủ thứ ra, mà gấp chừng nào nó dắt dữ chừng đấy quý vị. Rồi, như vậy thì cái chí nguyện thứ ba là chí nguyện cầu được đắc đạo và được giảng sanh. Cái chí nguyện thứ ba là cầu được đắc đạo và cầu được giảng sanh. Đắc đạo là ngũ nguyện cầu Phật Tổ Phật Thầy từ bi xả tội đệ tử, xá tội đệ tử, tiêu tai tịnh sự, trí huệ thông minh, giai đắc đạo quả. Chúng ta cầu thành Phật đó quý vị, chúng ta cầu chứng đắc là Phật Thánh đó, Phật Tánh đó. Và thứ hai là cái chí nguyện giảng sanh là nguyện làm cho đẹp mặt mày, thoát nơi khổ hải, liên đài được lên. Rõ ràng cái lập trường mà chúng ta cầu thành Phật và chúng ta cầu giảng sanh là chúng ta cầu hàng ngày rồi đó. Thì rõ ràng đó là cái chí nguyện của người tu, phải không cô bác đồng đạo? Lòng chí nguyện sở cầu Phật Thánh, tức là cầu tam bảo gia hộ cho ba cái chí nguyện của mình được thành tựu đó, đắc đạo được giải thoát đó, thưa cô bác đồng đạo. Như vậy thì kính thưa toàn thể cô bác đồng đạo kính mến, đúng 11 giờ, cái máy người ta mà nó có cái ga, có gì cái ga là mình kéo ga lên hết ga vậy thôi, nhưng mà nó còn có cái lò xo tự động ở trong, mình móc lò xo đó thì nó chạy lớn hơn nữa. Hồi nãy giờ chúng tôi giống như là móc ga tự động quý vị. Rồi như vậy thì cái thời gian cũng không còn nữa quý vị ơi, hết giờ còn hỏi nữa sao? Dạ chút xíu rồi, nam mô a di đà Phật. Giờ như mình giải qua cái sự niệm Phật đó, mà giờ có xin phải có chỗ này mình nhờ giải thích chút xíu nữa. Bởi vì đức thầy nói lời đức Kim Chúa yêu người hiền thảo mà chồng giống ai biết những cái đà, thấy không? Mà thầy không có nói là chồng với người niệm Phật, mà chồng với người biết niệm Phật. Vậy mà niệm Phật sao mà không biết niệm Phật, sao mà biết niệm Phật? Nhờ vinh giải thì hay cái là biết niệm Phật thì không biết niệm Phật. Thì biết niệm Phật ở đây là có niệm Phật hay không có niệm Phật đó quý vị. Cái nghĩa đơn giản là chúng ta không có bàn sâu chỗ này, bởi vì cái cảnh mà diêm chúa, cái nơi này không phải cái nơi để cho mình hội tụ quý vị ơi. Cho nên chỉ nể những người tu thôi. Người tu thì có thể đi du ngoạn bất cứ địa ngục nào đi cũng được hết, nếu chúng ta thành tựu đạo quả nghe quý vị. Còn nếu như chúng ta không tu mà chúng ta lọt xuống đó một cái rồi thì không có ngày nào lên, phải đơn giản đâu quý vị ơi. Cho nên ở đây muốn nói niệm Phật là cái nghĩa của người tu đó, thưa các bác đồng đạo. Chỉ có người tu thì diêm chúa nó mới kính mới trọng quý vị ơi. Chứ còn không có tu thì chúng ta khổ, khổ kiếp này và khổ kiếp lai sinh, thưa các bác. Cái thời gian đâu có đâu mà trả lời nghi vấn quý vị. Nghe nói ban tổ chức cho phép chúng tôi hỏi 5 câu để tặng quà cho cô bác đồng đạo, nhưng mà tôi nghĩ rằng thời gian không còn đâu. Thì thôi yêu cầu ban tổ chức có thể tùy tiện mà chọn một số cô bác đồng đạo nào mà người ta có nhu cầu có cái máy hát giảng để quý vị nghe. Tại vì hồi nào tới giờ tôi rất là tôn trọng cái giờ giấc mà ban tổ chức đưa ra. Chúng ta mà đi huốt thời gian như vậy một lần hai lần sẽ làm mất niềm tin cô bác đồng đạo quý vị. Cho nên chính vì vậy mà chúng tôi không muốn nói cho nó huốt thời gian.
Nhưng mà ban tổ chức nó thì hỏi đại đi, cái này ban tổ chức chịu trách nhiệm nha quý vị. Nói dạ. Thôi bây giờ nếu có 5 phần quà thì tôi cũng có gì để thì mai. Bây giờ cho chúng tôi hỏi đi. Hôm nay chúng tôi gặp gỡ cô bác đồng đạo, chúng tôi trình bày 4 câu giảng, đó là 4 câu gì và trong bài nào? Ban tổ chức có thể chọn người để đưa micro đi cho ban tổ chức ưu tiên. Dạ. Rồi. Câu đạo Phật quá là thường lý, độ tăng thành và hiện ra sanh, muốn cho nên hai sống như cảnh, làm kiến nghiệm sở cầu Phật thánh. Hay quá, bà cụ này bà thuộc rất là rành rõ luôn quý vị ơi, xứng đáng nhận một món quà của ban tổ chức. Dạ, cảm ơn cô. Rồi bây giờ chúng tôi xin hỏi thêm, hỏi mở rộng trong cái đề tài này nghe quý vị. Như vậy thì hồi nãy chúng tôi có nói đến cái chuyện mà thờ ngôi Tam Bảo đó. Như vậy thì cái ngôi Tam Bảo mà chúng ta thờ á, thì những cái món mà chúng ta cúng dường ở trên đó là cúng cái gì? Bây giờ đồng đạo đưa tay thì nhiều, để cái quyền cho ban tổ chức trao micro cho người nào thì người đó trả lời quý vị. Cúng dường trên đoạn ngôi Tam Bảo chỉ có con, chỉ có bông nước và hương thôi. Tượng trưng Phật đạo, tượng trưng cho Phật Pháp Tăng. Ở nước biểu hiện như thường không sạch, nhà người mời phải một quý trưởng. Rồi thôi được rồi, được rồi, cảm ơn đồng đạo. Giải thích nhiều ngồi nó lạc. tặng máy đi ban tổ chức ơi. Dù sao thì họ cũng đã nặng ốc để mà trả lời cái câu hỏi khổ lắm quý vị ơi. Như vậy thì cúng dường ở trên ngôi Tam Bảo là 3 món, đó là nước, bông và nhang. Trả lời như vậy thì tôi nghĩ rằng nó đủ rồi đó quý vị. Phải trả lời thêm nữa các cái tìm nó lại phải không? Rồi như vậy thì nếu như cái ngôi Tam Bảo mà Đức Thầy dạy chúng ta không nên thờ một cái hình cốt gì ở trên đó, như vậy nếu chúng ta để cái chân dung của Đức Thầy ở trên đó thì có gọi là thờ hình cốt hay không? Có người người ta thắc mắc rằng tại sao không thờ hình cốt và tại sao lại để chân dung thầy ngang trên ngôi Tam Bảo? Ai hiểu được cái nghĩa này quý vị trả lời chúng tôi nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Là ngôi Tam Bảo mà cái hình này đó để ta chiêm ngưỡng cái đức tôn sư đã chỉ dạy ta cái giáo lý Phật giáo mà. Là mà đúng. Nhưng mà để chiêm ngưỡng. Rồi thôi vậy cũng cảm ơn đồng đạo. Thôi tặng quà cho đồng đạo luôn đi. Dạ. Cái nó làm như là nó chưa điểu tiêu chuẩn nha. nhưng mà mình cũng phải khích lệ chứ, để mình khó khăn quá rồi không ai dám giơ tay, không ai trả lời ra quý vị. Tại vì hình tượng bằng giấy không nên chừa lại và phải đốt đi đó. Tức là hình Phật Bồ Tát gì Đức Thầy cũng cho phép chúng ta đốt đi, thì tại sao chúng ta lại để hình của Thầy lên ngôi Tam Bảo? Nó có nằm vào trong đó không á, phải không quý vị? Như vậy thì ở đây Đức Thầy nói về cái phương diện thờ á quý vị. Thờ là chúng ta phải có cúng. Còn ở đây á, ban trị sự trung ương người ta dùng cái từ gọi là tôn trí chân dung Đức Quỳnh giáo chủ, chứ không phải là thờ. Nghe quý vị, quý vị nên nhớ là để lên trên ngôi Tam Bảo là để tôn trí
chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ để chiêm ngưỡng chứ không phải thờ. Bởi vì Đức Thầy của chúng ta còn sống mà, phải không quý vị? Đức Thầy của chúng ta chỉ tạm vắng mặt thôi mà. Cho nên chính vì vậy á, khi người tín đồ mà tôn trí hai cái chân dung hai bên ngôi Tam Bảo, nó không mang cái ý nghĩa thờ phượng ở đây, nghe quý vị, nó không phải là thờ phượng. Nhưng mà ở trong tôn chỉ, Đức Thầy không có dạy chúng ta tôn trí chân dung, do cái nhu cầu của người tín đồ, người ta tha thiết, người ta nhớ thương, người ta kính trọng Đức Thầy, cho nên người ta đã tôn trí cái chân dung lên ngay từ trước khi giáo hội chúng ta tái phục hoạt. Quý vị, do vị ban trị sự trung ương đã thấy được cái điều này, nó trở thành một cái phong trào và cao trào luôn rồi, cho nên ban trị sự trung ương mới đăng ký với ban tôn giáo chính phủ để ghi vào hiến chương là được phép tôn trí chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ chứ không phải là thờ, nghe quý vị. Rồi như vậy thì bây giờ chúng ta hỏi đến cái câu thứ tư, phải không? Bây giờ nói về cái phương pháp niệm Phật đi, thì Đức Thầy dạy chúng ta niệm Phật thầm hay là niệm Phật ra tiếng? Bây giờ trả lời dựa vào lời, dựa vào giáo lý của Đức Thầy. Đức Thầy dạy chúng đồ niệm Phật có hai cách. Cách thứ nhất là trong thời khóa. Trong thời khóa thì cúng xong muốn niệm Phật cũng được, ngồi bán nhà lắm lên niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc niệm coi đại chữ. Và khi niệm Phật thì phải niệm Phật trong tâm, để theo sức khỏe của mình. Cách thứ hai thì theo Đức Tứ Quan Nghiêm là đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Trả lời nó niệm Phật nhiều ít tùy theo sức mình. Khi cầu nguyện và niệm Phật chỉ niệm trong tâm. Ở đây chúng tôi muốn nhắc cô bác đồng đạo chúng ta một vấn đề mà Đức Thầy dạy là niệm Phật trong tâm, nghe quý vị. Mà chúng tôi thấy đồng đạo chúng ta vẫn còn người niệm Phật ra tiếng luôn, nghe quý vị. Nhưng mà cái niệm Phật trong tâm này chúng ta phải tập, chúng ta mới niệm được, quý vị ơi. Khi cầu nguyện và niệm Phật, tức là ngay trong cái thời cúng và cái thời niệm Phật, chúng ta phải niệm thầm. Cô bác đồng đạo chúng ta trong thời cúng mình cũng cúng thầm được không? Quý vị kiểm soát, bắt đầu về tối nay quý vị cúng, quý vị kiểm tra lại nha. Một là cái môi của mình nó còn máy động hay không, hai là cái răng của mình nó còn cưa qua cưa lại để đọc không, ba là cái lưỡi mình còn quạ để đọc không, nha quý vị. Phải nhớ cái điều này, khi nào mà nhiếp được ba cái đó, đừng cho nó nhúc nhích, đừng cho nó rung rinh gì ở bên trong hết, thì lúc đó quý vị mới có thể dùng tâm để niệm Phật được. Mà nếu ai không để ý thì chúng ta niệm như vậy mà mình tưởng rằng mình niệm thầm là chưa có thầm, quý vị, nghe quý vị. Cho nên cái quá trình niệm Phật ở đây và cúng lại, chúng ta phải tập để trở về nội tâm của chính mình. Cái đó là cái phương pháp mà chúng ta chứng đắc Phật tánh đó, thưa cô bác đồng đạo. Dùng tâm niệm Phật thì mới thành công được, chứ dùng miệng niệm Phật chúng ta rất khó thành công. Cho nên niệm Phật là phải niệm trong tâm. Bây giờ bốn câu hả Văn Thông Chất, còn câu cuối cùng hả? Rồi còn một cái câu cuối cùng thì chúng tôi hỏi cách đơn giản nữa đi, phải không quý vị? Như vậy thì đối với 8 điều răn cấm của Đức Thầy dạy, mình nghĩ là chúng ta giữ nó tốt hết không, hay nó còn vi phạm không? Ai có dám đứng lên mà thẳng thắn trả lời với cái bản thân mình là đối với 8 điều răn cấm này chúng ta giữ tốt được chưa, hay nó còn vi phạm là vi phạm cái gì? Có ai dám nói cái vấn đề đó không? Thì tôi xin lưu ý là giáo viên đã nói đó, 8 điều nghe cấm đó chúng ta hiện giờ được chưa, mình giữ tốt không, điều gì nên nói lên phần chưa được. Là cho 8 điều nghe cấm đó, con chỉ giữ được như là không uống rượu, không cờ bạc, không có chuyện thôi, chứ còn tất cả các điều kia cũng còn phạm. Tất cả các điều phạm đó.
thường tại vì thời gian ngắn nếu mà con này nói tới ngàn giới cứ tiếng hòa hết. Giờ quà hết rồi phải không quý vị? Quà hết rồi, chỉ có 5 phần quà thôi. Thưa cô bác đồng đạo, chúng tôi muốn hỏi như vậy để coi có cô bác đồng đạo chúng ta dám nhìn nhận là bản thân mình hay không. Thường thì chúng ta nghĩ rằng 8 điều răn cấm mình không có vi phạm cái gì hết trơn á, có phải vậy không quý vị? Thường là chúng ta nghĩ mình không có phạm, nhưng mà quý vị phải đặt mình vào trong đó quý vị mới biết là mình có phạm hay không. Và vấn đề khi chúng ta vi phạm, chúng ta có dám nhìn nhận để sửa chữa hay không. Cho nên cái chỗ mà thấy được Phật tánh hay không là cái chỗ mà dám khắc phục sửa mình hay không đúng quý vị. Chứ còn đọc 8 điều răn cấm ai đọc không được, phải không? Nhưng mà nhìn nhận lại cái sự hướng dẫn của Đức Thầy trong răn cấm để sửa chữa thân tâm con người, nó là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Thưa cô bác đồng đạo, nó quyết định sự thành công hay thất bại của nhà tu. Thì kính thưa toàn thể cô bác đồng đạo kính mến, thì coi như ban tổ chức yêu cầu chúng tôi hỏi quý vị vài câu đặng mà tặng 5 phần quà quý vị ơi. Đến đây thì 11 giờ 10, gần 15 phút rồi, phải không? Thôi lỡ nó hút rồi cho nó hút luôn đây quý vị. Bây giờ trở lại với cái trách nhiệm chúng tôi mà chúng tôi trao đổi với quý vị hồi nãy thông qua 4 câu giảng của Đức Thầy đó. Trong đạo Phật quá nên quyền bí chỗ tâm thần tọa vị nơi thân, muốn cho nên khuya sớm chuyên cần lòng chí nguyện sở cầu Phật Thánh. Để chúng tôi phân tích lại cái nội dung cho nó gọn để quý vị nắm được cái ý của 4 câu giảng này nghe quý vị. Chứ còn nói tràn gian đại hải đôi khi chúng ta cũng không hình dung được cái ý tứ nó là ở đâu. Như vậy chúng tôi phân tích cái nội dung như thế này: trong đạo Phật quá nên quyền bí chỗ tâm thần tọa vị nơi thân. Hai câu giảng này nhằm giới thiệu sự nhiệm màu trong giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo, mà cụ thể là ở cái Phật tánh của mỗi con người đây. Muốn cho nên khuya sớm chuyên cần lòng chí nguyện sở cầu Phật Thánh. Hai câu giảng này nhằm nói đến cái nhân tu và quả chứng của người tín đồ. Thưa cô bác đồng đạo, như vậy thì thời gian vừa qua ban tổ chức dành cho chúng tôi để tâm tình trao đổi với quý vị thông qua cái đề tài 4 câu giảng trong bài Sa Đéc đến đây nó đã xong rồi, đã kết thúc chương trình. Thì lời nói sau cùng chúng tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức, ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Thuận A này đã tạo cái điều kiện tốt đẹp cho chúng tôi được về đây để gặp gỡ cô bác đồng đạo. Và xin chân thành cảm ơn tất cả cô bác đồng đạo gần xa, chúng ta sắp xếp công ăn việc làm để chúng ta đến đây hợp tác cùng với ban trị sự và ủng hộ chương trình thuyết giảng tại đây. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả cô bác đồng đạo và kính chúc toàn thể quý vị có được sức khỏe thật tốt, có được một cái vật chất đầy đủ để quý vị yên tâm tu hành. Và chúc cô bác đồng đạo chúng ta giữ vững lập trường tu từ đây cho đến ngày cuối đời của mình, để tất cả cô bác đồng đạo chúng ta đều có thể đạt được một trong hai kết quả, đó là trí huệ thông minh giai đắc đạo quả, đó là thoát nơi khổ hải liên đài được lên. Xin thân ái kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.